Trời, sáng giờ đi tìm muốn chết mà không thấy ba mẹ em đâu hết. Giờ sao anh? Giờ bụng em đói quá. Hay anh kiếm đồ ăn cho em trước đi. Để anh đi kiếm đồ ăn cho em. Đã mình một coi mà không có tiền mà còn mua bánh cho nó nữa. Bây giờ không có tiền mua đồ ăn. Hay giờ bằng cùng xin đồ tặc.
tôm ta mệt lắm rồi. Mày mệt sao mày không dừng lại, mày chạy hoài vậy? Mày dừng trước đi. Mày em dừng cho tao dừng. Bây giờ mày chạy bớt cho cô chủ đi, tao sẽ không rượt mày nữa. Trả tao đi, tao cho mày tiền bánh. Vậy cũng được á. Tao mệt quá rồi. Mày em cấp đầu của cô chỗ tao hả? Chờ nha mày. Vậy không có gì ăn cho bé rồi. Giờ phải làm sao ta? Thôi cái này mình bày cái khác. Vô đây kiếm con có con rồi không em? Chứ đi ra mất tiêu rồi kiếm không ra. Luôn rồi. Ôi, trong đây khu trò chơi con rít cũng không có nó nữa. Không biết nó đi đâu rồi. Mình đi kiếm nó kiếm ơi. Pin ơi. Em gọi điện cho em xác đi. Đi kiếm cái cục của anh rồi nè. Tôi gắn cướp đồ của người ta hả? Cãi vào đây, lên. Để em trả. Ở đâu? Cho người ta coi. Đây anh. Đây anh. Hả? Pin. Chơi. Pin. Pin. Cha mẹ. Đi đâu nó giờ mà ba mẹ không thấy con vậy? Con đang ngắm cái ghế nhưng quay qua không thấy ba mẹ đâu hết. Con nghiệp con trai của tôi. Thôi đi về con ơi. Em về đây. Thì em có tội. Nhưng mà nhờ em mà anh tìm được con trai của anh. Hay là vậy em hãy về làm bảo vệ trong công ty của anh có được không? Rồi ta hãy đi về thôi. Yeah.
Hello, xin chào các bạn. Bên ơi, chào các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Các bạn nhớ thấy hay hãy like và share and subscribe kênh vlog. Trời, chắc bữa nay hôm nay quay mệt quá, vậy ai cũng yếu xịu chân la hết nổi rồi. Rồi, mến chào các bạn nha, bye bye.